Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ đến với các bạn một món cá kho ngon cho bữa cơm gia đình. Hôm nay mình sẽ làm món cá ngừ kho thơm. Để kho như thế nào cho phần nước cá kho được lên màu đẹp? Cá thì thấm gia vị, thịt cá thơm ngon. Vô cùng đơn giản, thì bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình để thực hiện món cá kho này cho những bữa cơm ngon. Đầu tiên mình có sử dụng ở đây là 2 con cá ngừ nặng 1,5 kg. Khi mua về thì mình cũng đã sơ chế và rửa sạch, sau đó cắt khúc ra như thế này. Cá khi mà mình mua chọn những cái con cá mà tươi ngon thì khi mình kho cá nó sẽ không bị bở mà thịt nó sẽ càng thơm hơn. 2 trái thơm 400g, 1 ít hành lá, vài trái ớt và thêm 1 củ hành tím. 3 muỗng canh tương ớt. Khi kho thì mình sẽ cho thêm một ít tương ớt sẽ giúp cho cái nước kho lên màu đẹp mà món cá của mình càng ngon hơn, thì mình sử dụng cái hiệu này nha. Nước mắm thì mình sẽ có là 100ml, tùy theo là ở nhà mình sử dụng nước mắm độ đạm ít hay là độ đạm cao thì sẽ có độ mặn lạ khác nhau, khi nấu các bạn cũng nên đi nếm lại nha. Về phần gia vị thì mình sẽ có 2 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh đường và thêm 2 muỗng cà phê muối. Khi kho thì mình sẽ dằn thêm một ít muối thì món kho nó sẽ càng ngon. Đối với món cá kho này không thể thiếu là nước dừa tươi, thì mình sử dụng là 1 lít. Khi mua các bạn nói với người bán mình mua về để kho cá hoặc là kho thịt thì người bán sẽ lấy cái phần nước dừa nó ngọt một chút để mình kho không bị chua. 1 củ hành tím bự thì mình sẽ bằm thật là nhuyễn ra. Các bạn cắt mỏng giống như mình, sau đó mình quay lại mình bằm thì rất là nhanh. Nếu mà củ nhỏ các bạn sử dụng cho mình 2-3 củ cũng được. Ở đây cái củ hành tím này nó bự cho nên là mình sử dụng 1 củ thôi. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng thêm một ít gốc hành lá đập dập, sau đó thì mình cũng cắt nhỏ ra. Một chút nữa thì những cái phần này mình sẽ ướp vô cá, thì món cá của mình khi kho không bị tanh mà càng thơm ngon hơn. Đập dập ra xong rồi, sau đó mình sẽ cắt nhỏ ra. Rồi mình sẽ cắt thêm vài trái ớt nữa để cho món cá kho của mình có vị cay cay, sẽ khử đi cái mùi tanh rất là tốt. Phần thơm khóm này thì mình sẽ chẻ ra làm hai. Cái trái này nó nhỏ cho nên mình chỉ cần chẻ ra làm hai. Sau đó thì mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn để chút nữa mình đem đi kho. Còn nếu mà cái trái này nó bự quá thì các bạn có thể chẻ ra làm 3, làm 4 nha. Trước khi kho thì mình sẽ ướp cá. Cho vô cá đây là 1 ít ớt. Muối thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê. Đây là đường á, thì mình sẽ cho 1 nửa ha. Còn 1 nửa thì một chút nữa mình sẽ cho vô cái phần nước kho. Hành tím mình băm nhuyễn mình cho vô hết. Rồi phần gốc hành lá lúc nãy á, thì mình cũng cho vô hết luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn đều xong hết rồi thì những cái gia vị sẽ bám bên ngoài. Một chút nữa thì những cái gia vị này tan ra hết. Sau đó thì nó sẽ thấm đều vào cá. Mình sẽ ướp trong vòng 20 phút. Sau 20 phút rồi thì các bạn cũng thấy là cái phần khứa cá đó nó thấm gia vị và bóng lên như thế này, rất là ngon luôn. Thì cái này á mình sẽ đem đi chiên sơ, sau đó mình sẽ đem đi kho lại ha. Khi chiên thì mình sẽ gạt bỏ đi bớt những cái phần hành này để mình chiên không có bị khét. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái chảo dầu ăn và dầu cũng đã nóng. Sau đó mình sẽ cho những cái khứa cá vô để mình chiên sơ thôi các bạn. Không có cần mà mình chiên cho nó quá vàng lên. Chỉ cần cái bề mặt của cá nó hơi vàng như thế này là mình trở bề ha. Mình chiên vàng quá thì cái phần thịt cá nó sẽ bị khô đi. Mà mình kho nó cũng không được ngon. Chỉ cần mình chiên sơ như vậy, sau đó mình quay lại mình kho thì món cá của mình vô cùng ngon. Khi mà vàng sơ như vậy xong rồi thì mình sẽ lấy cá ra. Đó, những miếng cá thì các bạn cũng thấy là nó sẽ không có vàng rợp lên luôn, mà chỉ hơi vàng nhẹ ở bên ngoài thôi. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị một cái nồi khác, thì mình sẽ cho vô một ít dầu ăn, thêm một ít hành tím và thêm một tép tỏi mình băm nhuyễn ha. Mình khử thơm lên.
Đảo đều xong rồi thì các bạn sẽ thấy phần tỏi và phần hành tím nó rất là thơm. Sau đó mình sẽ cho tất cả cái phần thơm khóm này vô và mình cũng đảo đều lên. Mình xào trước như thế này á, cái phần thơm này nó sẽ càng dậy mùi hơn đó các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết 1 lít nước dừa tươi vô. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho hết phần nước mắm, phần đường còn lại và phần bột ngọt còn lại mình cho vô, kể cả luôn cái phần muối ha. Tiếp tục thì mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh nước màu để tạo cho cái nước kho của mình được đẹp hơn. Gia vị lúc nãy mà mình ướp cá đó thì mình sẽ không bỏ mà mình sẽ tận dụng hết, mình sẽ cho hết vô cái nồi nước cá kho này luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở lửa thật là lớn để cho cái phần nước dừa này nó sôi lên, sau đó thì mình sẽ cho phần cá vô nha. Các bạn cũng thấy là những cái phần nước dừa nó sôi trở lại rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho hết phần cá vô. Sau đó mình dàn đều ra. Tiếp tục thì mình sẽ mở lửa vừa lại và không mở lửa lớn nữa. Mình sẽ kho từ từ để cho cái phần cá kho nó được thấm gia vị thì nó mới ngon. Trong khi đó thì mình sẽ cho hết phần tương ớt vô luôn. Khi các bạn cho tương ớt vô xong rồi thì màu nước cá kho lên cực kỳ đẹp. Mở lửa vừa, mình nấu từ từ để cho gia vị được thấm vào cá thì phần cá nó sẽ càng ngon hơn. Và cũng tùy theo là mỗi bếp khác nhau, cho nên là khi mình kho cái thời gian nó cũng khác nữa các bạn. Ở đây mình kho trong vòng 40 phút thì cá nó sẽ sệt lại một chút và thấm gia vị. Cũng tùy theo mỗi bếp thì các bạn nên canh chỉnh lại ha. Phần cá kho thì mình cũng kho được 40 phút rồi. Bây giờ thì nước cá kho đã sánh và sệt lại một chút. Trước khi tắt bếp thì mình sẽ cho vô đây thêm là một ít hành lá nữa. Thêm một vài trái ớt. Như vậy thì mình cũng đã hoàn thành món cá ngừ kho thơm rồi đó các bạn. Màu cá lên rất là đẹp luôn. Nước kho thì trong và không hề bị đục. Trong những bữa cơm gia đình, mỗi ngày nấu món ăn gì thì cũng khiến cho chúng ta thật là đau đầu. Hôm nay Tú Lê chia sẻ đến các bạn món cá ngừ kho thơm vô cùng đơn giản và dễ nấu tại nhà. Các bạn hãy nấu thử để ăn cơm xem có hợp khẩu vị không. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh nấu ăn Tú Lê miền Tây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, những món ăn ngon cho mỗi bữa cơm gia đình.